Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ xả thanh lý cho các bác lô loa BEF Pro Sound. Đây là loa full 30. Cấu hình chơi là một bát 30 và một chép kèn 450. Mẫu rất là đẹp, rất là chất các bác nhá. Một đôi loa full 30 như thế này về các bác chơi trong không gian gia đình nhà các bác, hát karaoke, nghe nhạc cực thích và hát đánh căng luôn cho các bác. Hiện tại là em đang test trực tiếp cho các bác nghe chất âm. Ở video này em sẽ giới thiệu cho các bác nội thất, bát chép và phân tần xem ra sao. Đây là cái form thùng của nó các bác nhé. Form thùng này của nó là form thùng đứng, sơn sần chống nước, gỗ rất là dày và đủ ốc treo nóc và treo ngang. Đây là form lưới các bác nhé, lưới quá là đẹp luôn. Con này bên trong thì sử dụng là họng kèn 18x18. BEF Pro Sound đây là một thương hiệu mới. Bên em còn số lượng còn tầm khoảng mười mấy đôi. Bên em xả thanh lý cho các bác mức giá cực rẻ các bác nhé. Tắt dừng, ấn cái nút điện thoại ấy. Ấn nút dưới điện thoại đi. Nó vướng quảng cáo các bác thông cảm nhé. Để em đi vào và em giới thiệu chi tiết cho các bác nội thất. Khi các bác đi mua những dòng loa full 30, các bác phải lựa chọn nội thất bát chép và phân tần nó ngon luôn. Về các bác hát hò nó mới hay được. Tối có coi như đây. Cho nên sáng này. Phân tần bên trong là sử dụng phân tần mạch phíp màu xanh. Hai trở nhôm, 4 tụ lọc trắng sữa, 2 cuộn đèn và 1 bóng đèn chống cháy chép các bác nhé. Phân tần này tải rất là tốt và cho ra chất âm rất hay. Và bên trong là lót toàn bộ là bông mút trứng, tiêu âm. Về phần củ chép ở đây thì sử dụng củ chép 450, lắp nhôm. Con chép này từ 120, côn 44, họng kèn vuông 18x18. Và toàn bộ là thùng chôn gen lục giác và 2 thanh thông hơi ở phần mặt trước. Về phần củ bát, củ bát thì sử dụng củ bát 30 từ 190 côn 76. Bát từ dày và kẹp lỗ dày. Con bát này là T bằng 6 lỗ luôn các bác nhé, bản 6 lỗ xưng nhôm đúc. BEF Pro Sound con bát này cho ra công suất là 600W, một loa này cho ra công suất 600W trở kháng 8 ohm. Con này côn 76, màng dưới chi chít những sợi bông thủy tinh các bác nhé. Gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp ly lượn sóng, màng chống nước các bác nhé, màng mũ là màng chống nước, rất là xịn sò. Bây giờ em mở lại, quay trở lại, mở to nhạc lên cho các bác nghe, đánh căng luôn các bác nhé. Và mức giá em đang xả cho các bác là mức giá 4 triệu rưỡi một đôi. Chỉ với 4 triệu rưỡi một đôi, các bác sử dụng một đôi loa full 30 cấu hình nội thất ngon như thế này. Mở to âm lượng lên, cỡ nhỏ đi một tí. Các bác quan tâm cái mẫu này bên em đang xả thanh lý các bác nhá, nên các bác điện trực tiếp cho em. Có 4 triệu rưỡi một đôi thôi. Quá là chất luôn các bác nhá. Dòng này lên thùng bát đánh rất là chắc tiếng các bác nhá. Trống sâu, tiếng sáng. Em xin dừng video mua hàng. Quan tâm các bác điện trực tiếp vào số điện thoại nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 712. Hai số này nhà em là hai số online, điện trực tiếp cho em. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hai số này để mua hàng các bác nhé. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Em xin dừng video các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.